it's hopeless when you think that you lost all. I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thế mình là NTZLin còn đây. Thì hôm nay theo của bạn Minh Trung Nguyễn, bạn Bucci Gaming, bạn Đức Anh Trần, bạn In Game TV, cùng với bạn Nguyễn Anh Tú, bạn Lê Nguyễn, bạn Bảo Quân Nguyễn, bạn Nghĩa Nguyễn, và cuối cùng cùng bạn Huy Lê, Tân Nguyễn, Trúc Phạm, Thị Trường Giang Nguyên và bạn Long Vi Minh. Thì mình sẽ làm một vị tướng ơ lên trong mùa 20 này nhé. Một vị tướng đấu sĩ mà dạo gần đây thì mình thấy cũng rất là ít người chơi. Tại vì cái chất tướng của vị tướng ơ lên theo cái đánh giá cá nhân của mình, thì đây là một chất tướng khá là đù đù và cũng rất là dễ bị khắc chế bởi ulti. Nhưng mà bù lại thì Erlen chúng ta cũng rất là khỏe ở trong những pha solo 1v1 và đặc biệt là ở trong những pha solo cuối trận. Nhưng mà từ từ nha, pha này đập mặt vào tường là có vẻ hơi toang. Và trong cái trận đấu này thì mình cũng không mang thêm một cái tốc biến, thế nên khả năng là sẽ hơi khó chạy rồi. Tự nhiên lại feed một mạng đầu trận cho người chơi đi rừng của team bạn thì kể ra team mình trận này cũng hơi toang nha. Rồi, nói chung không sao nhé, bây giờ thì mình sẽ cố farm lại để có thể lấy lại thế cân bằng về cho team. Tiếp tục quay trở lại với chất tướng của vị tướng ngơ lên. Thì như đầu clip chúng ta cũng đã phân tích sơ qua rồi, cái vị tướng ngơ lên chúng ta thì chỉ yếu ở hai điểm, đó chính là hơi lù đù một tí và ulti dễ bị khắc chế. Chứ còn về mặt tổng quan thì mình thấy ơ lên cũng khá là khỏe. Và cái điểm mạnh của ơ lên thì ở đây chúng ta sẽ có hai điểm mạnh chính. Thứ nhất là khả năng gây được trói chân đến từ chiêu 2, và đây cũng là một cơ chế khá đặc biệt ở trong liên quân, khi không có vị tướng nào có, chỉ duy nhất là có ơ lên có thì nhanh. Đây, thí dụ pha này, bây giờ trói vào Wonder này, đó Wonder cũng chỉ biết đứng im và bất lực thôi, không thể di chuyển được. Và thậm chí đối với những cái vị tướng nào nó cơ động kiểu như là Elandor hoặc là vị tướng Murad, khi đã bị trói chân thì hoàn toàn không thể giật bóng được. Hoặc đối với những cái vị tướng nào mà có khả năng tự giải khống chế ở những cái pha người ta gọi là bất lợi, kiểu như là ulti của vị tướng Maja hoặc là ulti của vị tướng Sephira, thì cũng không thể giải được cái chiêu 2 của vị tướng Erlen. Thế nên để tận dụng được cái nguồn sức mạnh đến từ cái sự khó chịu những cái pha trói chân, thì mình nghĩ là chúng ta nên mắc cái chiêu 2 đầu tiên. Đó, trận nào cũng thế, chúng ta cứ nên mắc cái chiêu 2 đầu tiên thì khi chơi Erlen mình nghĩ sẽ là khỏe nhất nhé. Bản chất của cái chiêu 1 và chiêu 2 của cái vị tướng Erlen thì nó cũng không khác nhỏ bao nhiêu đâu nhé. Nếu mà chúng ta lưng mắc chiêu 2 đầu tiên thì sẽ giúp hồi chiêu nhanh hơn và trói chân được lâu hơn. Và bây giờ bám được vào cô nàng theo nát đây này. Đó anh em chưa, rất là ngon luôn nha. Cứ khóa chân là tướng địch chỉ có đứng im thôi. Và bây giờ thì khả năng là chúng ta cũng có thể ăn thêm được người chơi đi mid đến từ team bạn. Nãy là chúng ta đang nói về cái chiêu 2, còn nếu mà anh em lên mắc chiêu 1 thì mình đảm bảo với anh em một điều rằng sát thương nó không hề tăng nha. Đó, cái này thì cũng là do một bạn lần trước góp ý với mình và mình cũng phát hiện ra anh em. Còn ngày xưa lúc mình mới tập chơi cái vị tướng Erlen này thì mình không để ý đâu. Đó, cái chiêu 1 này, khi chúng ta lên mắc thì sẽ giúp chúng ta hồi chiêu nhanh hơn thôi. Đó chỉ là hồi chiêu nhanh hơn thôi nha, chứ còn hoàn toàn là không giúp chúng ta tăng sát thương. Cho nên chúng ta cứ lên chiêu 2 thì về lâu về dài sẽ là có lợi hơn so với cái việc mà anh em lên mắc chiêu 1. Bây giờ thì team địch ở đây cũng khá là đông, chúng ta sẽ cố ăn được thanh niên nào thì ăn nha. Nói chung là với Erlen thì trong đoạn đầu trận chúng ta ăn được mạng thì cũng là ok, hoặc không ăn được mạng thì cũng không làm sao. Cái chất tướng này thì chỉ cần khi chúng ta có thanh kiếm và ít nhất là thêm một cái món trang bị, đó chính là vuốt hung tàn hoặc là song đao bạo táp là đã có thể gánh team rồi. Người ta thường nói một câu, chơi Erlen thì nếu mà anh em không lên cái món trang bị chí mạng thì cũng không khác gì là khi chơi Hayate mà anh em không lên chí mạng. Cái điểm mạnh của Erlen với Hayate thì nó giống nhau ở chỗ đó chính là có thể gây được sát thương chuẩn chí mạng. Nhưng Erlen thì đặc biệt hơn Hayate, đó chính là vị tướng này có thể gây được sát thương vật lý chí mạng này, sát thương phép chí mạng và sát thương chuẩn chí mạng. Với cái cơ chế này thì nó cũng tương tự chiêu 2, đó chính là đặc biệt nhất liên quân. Hầu như trong liên quân chỉ có mỗi Erlen là có thể gây được 3 loại sát thương đấy chí mạng đồng thời cùng một lúc. Rồi, khá là thơm nha, lại được tiếp tục thêm một mạng của vị tướng Wonder Woman. Trong cái kèo đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải đối đầu. Nghe chết rồi, pha này chúng ta cũng hết máu rồi nhé. Rồi, nhưng khả năng là nếu outplay được thì là ngon. Nhưng bây giờ khi Lữ Bố đang còn chiến thần thì khả năng outplay của chúng ta sẽ là rất thấp rồi.
cứ hầu như ở rank cao thủ mà trận nào chưa lên ấy. Thì trong giai đoạn đầu trận, chắc chắn anh em một điều rằng team bạn sẽ dành cho ơ lên một bát phở đặc biệt. Đó, ít nước, ít thịt, ít bánh nhưng mà lại đặc biệt là rất nhiều hành. Cứ hành ơ lên để cho ơ lên không xanh anh em. Tại vì nếu mà để rank cao mà ơ lên farm được thì về lết cái vị tướng này sẽ trở thành con quái vật rất là đáng sợ. Chỉ cần một ulti và chém chiêu 1 là chắc chắn đủ sát thương để có thể bay màu, thậm chí là cả Toro nhé. Đó, thế nên cái việc mà anh em khi chơi ơ lên ở rank cao thủ bị cam hay là bị team địch nó hỏi thăm thường xuyên thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đến với bảng ngọc ngày hôm nay của mình dành cho vị tướng ơ lên thì mình sẽ để dưới màn hình. Chúng ta sẽ có ngọc đỏ là sát thương chí mạng 3,6%, ngọc tím thì sẽ là 10 viên tăng tốc chạy 1%. Và anh em nào mà thích cải cách hơn thì cũng có thể là một nửa tăng tốc chạy 1% và một nửa hút máu. Và cuối cùng ngọc xanh lá cây thì sẽ là xuyên giáp 6,4 rồi. Thêm một cái lưu ý nữa để anh em khi chơi cái vị tướng ơ lên có thể dễ thở hơn ở những bậc rank cao thủ thì đó chính là chúng ta nên pick ơ lên theo đội hình nhé. Tại vì sao mà ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là pick ơ lên theo đội hình? Cái đội hình ở đây đó chính là đội hình của team địch. Nếu mà team địch nhiều đấu sĩ nhưng đặc biệt là phải đấu sĩ cận chiến, tay ngắn và không cơ động thì chúng ta nên pick ơ lên thì khả năng thắng kèo sẽ rất là cao. Chứ còn mà nhiều tay dài với pháp sư thì ơ lên rất là dễ bị thả diều. Và bây giờ lại tiếp tục là bắt được cô nàng theo nát này. Đó anh em thấy chưa, rất là dễ luôn trong những pha bắt lẻ. Chúng ta chỉ cần combo là bật chiêu cuối. Sau đó chúng ta khi gây sát thương rồi thì anh em đừng có ấn chiêu 1 luôn nha. Lúc đấy ấn chiêu 1 là chưa phải thời gian thích hợp đâu. Đó, lúc đó chúng ta ấn chiêu 2. Sau đó chúng ta đánh thường khoảng 3 cái rồi chúng ta mới ấn chiêu 1. Thì sẽ là combo chuẩn nhất cho lên khi chúng ta đi bắt lẻ. Ở đây liệu rằng ăn được Lữ Bố không nhỉ? Mình thấy nghiên Lữ Bố này là hình như là mất chiến thần rồi nhé. Đợi tí nhé, đó đợi hầu ulti chúng ta ăn Lữ Bố sau. Và bây giờ có ulti rồi, tiếp tục combo đó. Chiêu gì nhỉ? Chiêu 2 rồi bắt đầu đánh thưởng rồi lại chiêu 1. Và cái lần chiêu 1 ở đây thì chúng ta sẽ có 3 dạng chính. Và anh em cần lưu ý ở đây đó chính là chúng ta chỉ có thể ngắt chiêu 1 khi chúng ta có chiêu 2 thì chúng ta mới có thể ngắt chiêu 1, hoặc là có chiêu cuối thì chúng ta mới có thể ngắt nhé. Thì nếu mà anh em đánh thường một lần thì cái chiêu 1 của ơ lên thì sẽ gây sát thương khoảng 2-3 lần chém thôi. Còn nếu mà anh em đánh thường 2 lần thì nó sẽ tăng lên khoảng 4-5 lần chém. Còn nếu mà đánh thường 3 lần thì sẽ là đủ chuỗi combo để ơ lên có thể gây được sát thương chuẩn ở lần tấn công cuối cùng. Thế nên nếu mà anh em muốn ngắt chiêu nhanh thì chúng ta chém ít. Còn anh em nào mà muốn combo lâu để có thể gây được nhiều sát thương nhất và có thêm hất tung thì chúng ta nên để 3 lần chém thì sẽ là hợp lý nhất. Và ở 3 lần chém này thì nó cũng là một cái lần chém khá là đặc biệt. Tại vì nếu mà anh em nào mới chưa lên ý, mà chúng ta để ý thì lần chém thứ 3 với lần chém thứ 4 nó giống nhau y hệt. Nhưng khác ở đây đó chính là lần chém thứ 3 khi chúng ta chơi vị tướng ơ lên thì nó có một cái đánh dấu. Đó chính là cái màu cam ở trên thanh dưới thanh máu của ơ lên. Thì với cái thanh màu cam đấy khi chúng ta kích hoạt chiêu 1 thì hầu như sẽ được miễn khống chế. Đó, còn nếu mà anh em chém vào lần thứ 4 thì ơ lên sẽ không được miễn khống chế. Thế nên hai cái lần chơi đấy thì mình nghĩ là anh em lên để ở cái lần thứ 3 thì khi chơi và khi tấn công nó sẽ được ok hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em chém lần thứ 4 nhé. Liệu pha này băng trụ thành công nhỉ? Mình thấy Wonder nhiều máu thế này là băng trụ nó cũng khá là khoái lang nha. Và bây giờ cứ chém thôi, khi nào trụ tấn công chúng ta bật ulti chúng ta outplay thì đó sẽ là ok. Thêm một cái mẹo nhỏ để khi chúng ta chơi lên được mượt hơn thì đó chính là cái cơ chế ulti của vị tướng lên ý. Nếu mà anh em nào mới chơi thì chắc chắn là máy nó không tự chỉnh cho chúng ta rồi. Thế nên chúng ta lên vào phần cài đặt và chỉnh ở cái chỗ người ta gọi là thiết lập khóa mục tiêu thì khi chúng ta định hướng ulti nó sẽ được dễ hơn nhé. Đó, và dạo này thì mình chơi ý, thì mình cũng hay chỉnh chế độ khóa mục tiêu thì khi ulti của vị tướng lên chúng ta có thể định hình được tướng địch tốt hơn và sau đó chúng ta gì nhỉ? Cố định được tướng địch, nó chém được dễ hơn. Chứ còn anh em để theo mặc định thì mình nghĩ là cũng được, nhưng mà phải anh em nào chơi quen nhé. Chứ còn đối với những em mới chơi thì cái đấy nó sẽ là hơi khó. Cái ưu điểm của cái thiết lập khóa chiêu này thì chúng ta có thể khóa được chính xác mục tiêu đến 99%. Nhưng còn anh em nào mà không chỉnh thì vào giao tranh tổng thì chúng ta vẫn có thể khóa được. Nhưng thỉnh thoảng thì nó cũng hay khóa nhầm sang những cái mục tiêu khác nhé. Kiểu như chúng ta đang muốn khóa vào AD nhưng nếu tanh đi qua là chúng ta cũng có thể dính nhầm sang tanh bất cứ lúc nào. Cuối cùng đến với build trang bị ngày hôm nay của mình dùng cho vị tướng ơ lên thì mình cũng sẽ để dưới màn hình nha anh em. Thì với build đồ ngày hôm nay của mình thì mình sẽ cải tiến hơn so với build đồ của các mùa trước. Tại vì với chất tướng ơ lên thì như anh em đã biết rồi,
đây là một chất tướng chơi theo kiểu đã đâm vào rồi thì xác định là không rút ra. Chỉ có một là mình lên bảng điểm số, hoặc là hai là tướng địch lên bảng điểm số. Nó không có chạy nha, đã vào rồi là chỉ có chơi khô máu và một là lầm, hai là sống. Thế nên cái phương án trang bị ở đây thì chúng ta sẽ chơi theo là phun công nhé. Với slot đầu đó chính là giày kiên cường, slot 2 đó chính là thanh kiếm. Và slot 3 ở đây thì mình có cải tiến thêm một tí. Thì ngày xưa chúng ta hay lên là vuốt hung tàn, nhưng bây giờ thì mình nghĩ là lên gươm điện. Thì mặc dù là cái chất tướng ở lên ấy thì cũng đã gây được sát thương chí mạng phép rồi, nhưng nếu chúng ta lên gươm điện thì cái tỷ lệ đấy nó cũng sẽ được tăng thêm khá là nhiều. Còn đến slot thứ 4 đó chính là vuốt ra gì nhỉ, vuốt hung tàn. Còn đến slot thứ 5 đó chính là lanh ferrit rồi, nhưng mà từ từ nha, lữ bố bám được vào nhưng mà ai ngờ tự nhiên này kéo mình khá là sâu với ông chu. May là chúng ta vẫn còn chiêu 2 để có thể thoát ra. Tiếp tục về lối trang bị thì đến cái slot cuối cùng thì chúng ta sẽ lên là khiên huyền thoại. Đến đây thì thế nào nhiều anh em bảo ô sao phun công lại ông này lại lên thêm một món thủ. Thật ra thì đối với món thủ cuối cùng, chúng ta không phải là lấy thủ dành cho lên, mà chúng ta sẽ lấy một cái lượng hồi chiêu rất là lớn. Đó, thật ra thì có thêm thủ thì lên cũng sẽ trâu hơn thật. Nhưng nếu đến cái đồ cuối cùng này chúng ta có 20% giảm hồi chiêu thì có thể giúp chiêu cuối có lên hồi nhanh hơn rất là nhiều. Tại vì căn bản ơ lên nếu mà anh em không chiêu cuối thì mình cũng khẳng định là không thể bắt được AD. Tại vì mình đi bộ mà mình lao vào AD bằng chiêu hoài ấy thì đó là một cái điều bất khả thi rồi. Thế nên chỉ có chiêu cuối là mới có thể giúp ơ lên bám được vào xạ thủ của team bạn. Và lưu ý lên đồ ở đây thì đó chính là anh em nên lưu ý là khi chưa lên chúng ta sẽ hạn chế lên những món đồ xuyên giáp hoặc là xuyên giáp phép nhé. Tại vì căn bản chất tướng của lên ấy thì mặc định nó đã gây được sát thương chuẩn, sát thương chí mạng và sát thương chí mạng phép. Thế nên nó đã rất là mạnh rồi. Nên chúng ta chỉ cần lên 3 đồ chí mạng cho lên thì đã có thể gánh team rất là tốt. Đó mà mặc dù không cần phải lên xuyên giáp làm gì, đu chí mạng với cả sát thương thì sẽ là auto gánh team. Và bây giờ thì khả năng mình nghĩ cũng là thắng rồi. Nó 9-3-6 một cây đây cũng khá là đẹp trong cái trận đấu này. Và như mọi lần thôi, cách chơi gạch đánh thì chúng ta cũng sẽ nói luôn cách khắc chế của cái vị tướng ngơ lên. Thế là khắc chế được cái vị tướng ngơ lên thì nó cũng cực kỳ là đơn giản. Chúng ta chỉ cần khi ngơ lên bám lên người nên đi tách nhau ra, hạn chế đi chung. Và cuối cùng nếu mà team bạn có ngơ lên thì khi chúng ta chơi thì chúng ta nên cam mơ lên thật là nhiều và tránh hạn chế để ngơ lên lết. Tại vì khi ngơ lên lết thì ngơ lên cũng sẽ rất là mạnh. Và rồi, khả năng cái video của mình thì đến đây cũng là kết thúc rồi nhanh em. Và nếu như nào thì hãy rất mong em hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục dạng video khác lên nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.